Review xin chào tất cả quý giả và quý anh em nhá. Tiếp tục quay trở lại video clip trong buổi chiều ngày nay thì bên em yêu tiếp tục lên video giới thiệu tiếp thị anh em thông báo và hàng về. Trong clip ngày hôm nay thì bên em yêu tiếp tục về hàng cặp súp JBL hết ga hết số em nhá. Hết ga hết số. VX 918m. Đó. Dòng JBL cao cấp. Hết ga hết số của đời súp anh em nhá. VX 918m. Lưu lại nguyên thùng xốp. Đó, nguyên xốp sách. Này bên em yêu vào trong buổi chiều ngày nay. Đó. Nguyên xốp anh em nhá. À, nguyên xốp thì anh em từ nhìn đến chân cao su rồi. Chưa qua sử dụng nhá. Không bị một vết xước nào luôn anh em nhá. Đó. Đây, ngày nay bên em yêu vào được một cặp. Đó, sơn nào. Đời xe di 900 anh em nhá. VX 900. Đó, từ tay quay này. Đấy. In luôn cả chữ JBL luôn. Đó. Đây là model. Model của nó là VX 918m. Nó có mã số xe di, số lô, số công. Ở trên đây anh em nhá. Mã vạch. Bên em yêu vào trong cặp thôi. Hết ga hết số anh em nhá. Nói đến dòng VX 918 thì anh em biết rồi, một trong những cặp súp đơn đời cao nhất anh em nhá. Đó như là 917 18 chứ là không ăn được anh em nhá. Đó. Đời VX nó là hết ga hết số của đời VX súp. Sona đang bóc thùng. Đó, hàng nguyên xốp sách này đã đầy đủ rồi. Phụ kiện linh kiện ở trong đó là giấy tờ sách vở. Đó. Thiết kế thì quá đẹp luôn. Mặt căng, mặt căng dòng này thì không thiết kế như 718 là tem dán tem đỏ nhá. Này để nói CNC luôn vào mặt sắt luôn. Chú à chú cắm vào xem, đánh thử cho vặn to nhạc thêm một chút cho anh em nghe thử tiếng súp của VX. Thiết kế sơn sần từ cái dập nói luôn. Ôi, mới cắm một chiếc rồi nghe nó khác rồi. Vặn nó vang lên. Ok ok rồi. Vặn nó vang lên, vặn nó vang lên. Đấy. Mới cắm một chiếc rồi anh em nhá. Mới cắm một chiếc rồi anh em mà đeo tai phone để là nghe súp. Tiếng quá phê luôn. Đó. Hết ga hết số. Về đấy. 918m. Này thì kết hợp với những dòng này thì thiết kế nó là thiết kế cả tay treo. Đó, kết hợp những a dây. Đó, đặc biệt thì kết hợp với SX 825 835 thì quá đẳng cấp luôn. Đời này thì sử dụng cơ hình driver bát 50, bát neo em nhá. Bát neo. Của bát nó là chạy 2268 HBL. Hết số luôn. Đánh như bom luôn anh em. Thì em đeo tai phone mà nghe nó dội thì thôi rồi luôn. Phê lắm anh em ạ. Rồi sau đây bên em đều quay hậu cho anh em nha. Xem có liền cả xe gì không nha anh em nhá. Này hậu của nó này. VX 918m. Xe di của nó là P0421 80132. Made in Mexico em nhá. Made in Mexico. Con này là 132 anh em nhá. Đó.
cuối là 1-2 giải đánh 8 ôm. Ăn con này. Trong cuộc chơi, người hiểu mình nhất là người chiến thắng. Con này thì nó là P42180193. Số siêu gì với là 193. Cũng bên Mexico. Sốt của lắp ráp luôn. Không được mai, không mát phát. Không biết hẳn nhiều công nghệ ultrasonic bonded seams thì chạm khắc nhanh hơn, tiết hơn và bền bỉ hơn. Tay phone vào để nghe súp nhá, quá phê luôn. Nó đến 9.18m đầy hết ga hết số để anh em nghe nó dẫn để quá đẳng cấp luôn rồi. Từ thiết kế cũng như là thùng vách cũng như là bát tép, bát của nó thì sử dụng driver quá cao luôn, bát leo khủng. Treo dây này, hàng xịn thì anh biết này, hàng xịn thì nó đều có chữ JBL xịn trên này nhá. Đó, đầu tây thì đã biết ra mặt luôn anh em nhá. Chốt xong thì đã cài vào đây luôn. Ok rồi. Nhà bác nào mà không gian rộng một chút thì chơi cặp này thì quá đỉnh luôn. Nguyên lai lưu nguyên hồng sốt thì anh em biết là những hồng sốt chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam. Đó, đập hộp cho anh em luôn. Anh em đeo tai phone nó nghe nó đậm, quá phê luôn. Hàng này thì anh em chơi thì là mỹ mãn luôn anh em nhá. Đỉnh cao ở thế giới. Ôi, xốp đánh quẩy quá phê mà. Chạy driver thì quá cao rồi. Bắt leo, bắt 50. Đó, thì trong video clip 7 triệu ngay thì bên em cũng tiếp thị và gửi tới toàn thể quý anh em. Ngày nay bên em yêu và súp VZX 918F hết ga hết số của dòng súp JBL đơn bát 50 từ leo anh em nhá. Đấy, anh em nào nhu cầu đầu tư thì liên hệ với em yêu qua số máy 0973 096 520 và 0973 034 319 anh em nhá. Đấy, ghi trên tấm biển kia. Địa chỉ một lần nữa, địa chỉ của bên em yêu có địa chỉ tại số nhà 50 Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Và những sản phẩm như các bác ở xa thì có thể bên em yêu sẽ gửi hàng cho anh em qua vận chuyển phát nhanh. Còn các bác nào ở gần có thể đến tại cửa hàng bên em thẩm âm. Và những súp, những cặp loa JBL cao cấp hiện tại có bên trung tâm điện tử em yêu. Bác nào chốt được cặp súp VZ 918S này thì liên hệ với em yêu nhá. Đấy, phê lắm mà bác ạ, đánh phê lắm. Nghe chỉ muốn rơi tiền thôi các bạn, nghe chỉ muốn rơi tiền thôi. Đỉnh cao rồi, đỉnh cao thế giới rồi. Ok, đó, thì trong video clip trong buổi chiều này thì bên em yêu giới thiệu toàn thể với anh em và tiếp thị anh em về những sản phẩm cao cấp và chiều về hàng ngày hôm nay. Thì anh em nhu cầu đầu tư liên hệ với em yêu qua số máy 0973 096 520 anh em nhé. Súp VZX 918S dòng súp cao cấp và hết ga hết số của đời JBL anh em nhé, hết số của đời JBL, súp đơn bát 50 từ leo anh em nhá. Anh em nhu cầu đầu tư liên hệ với bên em yêu xin cảm ơn với giả và quý anh em.